Phạm Bằng Bằng được khen khi tái xuất. Diễn viên Trung Quốc Phạm Bằng Bằng nhận nhiều lời khen mặc đẹp, quyến rũ khi tái xuất thảm đỏ sau 5 năm. Hôm 25 tháng 2, người đẹp 42 tuổi diện thiết kế rẻ ngực dự bế mạc Liên hoan phim quốc tế Berlin 2023 chiếc váy nằm trong bộ sưu tập cao cấp của nhà mốt Wara Rupta trên Red Carpet. Stylist Kit Kui nhận xét các đường uốn trên bộ đầm vừa thu hút thị giác vừa giúp thiết kế không quá mỏng, làm Phạm Bằng Bằng rực rỡ trên thảm đỏ. Trang Fashion Model đánh giá trang phục phù hợp với vóc dáng Phạm Bằng Bằng. Trên Weibo, phần lớn khán giả khen cô giữ vững phong độ tốt, khu thời trang chưa bao giờ làm fan thất vọng. Tài khoản Queer Fan cho biết, nhờ nữ diễn viên cô mới chú ý tới nhà mốt Ấn Độ Wara Rupta. Trước đây chưa nhiều nghệ sĩ gốc Hoa hợp tác với thương hiệu này. Ở các buổi quảng bá phim, người đẹp mặc trang phục của Bốc Kha Văn, bạn thân của cô, bộ đồ đính hoa tím của MS Tian, thương hiệu Trung Quốc. Cô còn diện váy đỏ giày chân, một thiết kế khác của Wara Rupta. Theo Yahoo, nữ diễn viên coi liên hoan phim Berlin là sự bắt đầu lại của cô. Người đẹp dự sự kiện với tư cách là diễn viên của lục gia Green Knight, tác phẩm chiếu trong chương trình Panorama Toàn cảnh. Bằng Bằng nói, 5 năm qua, cô hầu như không đóng phim và đó là điều tàn nhẫn vì cô đam mê nghệ thuật, muốn được diễn suốt cuộc đời. Những năm qua, Phạm Bằng Bằng làm các công việc khác, nhưng luôn đau đáu về nghề diễn, khao khát có kịch bản phù hợp với bản thân trong trường mới của cuộc đời.